chào các bạn nha. Hôm nay là mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái cung đường ở nhà văn hóa thanh niên, cung đường Hoa Mai. Thì cung đường này cũng vừa mới được hoàn tất, những cái cành mai giả, những cái cây mai giả đã được hoàn tất rồi và bây giờ là bắt đầu nhộn nhịp khách tới chụp hình ở đây rồi. Thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một vòng về cái cung đường này, cũng như là cái cách để các bạn có thể đến đây check-in sao cho đẹp nhất. Rồi các bạn theo dõi video của mình nha. Không khí xuân đã ngập tràn nha các bạn nha. Cành hoa mai, hoa đào. Và đây là cũng là những ngày đầu tiên cho nên là không khí của đường hoa mai giả, hoa xuân hoa mai ở đường Phạm Ngọc Thạch còn khá vắng lặng. Các bạn mà tranh thủ bữa nay ra chụp hình thì rất là phù hợp nha. Có không gian để các bạn tạo dáng, không có bị dính người quá nhiều. Đó, khu vực này thì có vẻ đông hơn một chút, nơi các nhiếp ảnh gia hẹn hò các người mẫu và khách hàng của họ để chụp hình. Mọi năm thì cái đường hoa không có lấn vào trong khu vực sân của nhà văn hóa như thế này đâu các bạn. Mọi năm chỉ là ngoài khu đường Phạm Ngọc Thạch, nhưng mà năm nay trong khu vực sân của nhà văn hóa cũng có luôn. Đó, mình bước qua khu vực này thì có thể thấy là cũng khá là đông người mẫu. Đây là các khách hàng để chụp hình. Người dân Sài Gòn đã bắt đầu tấp nập rồi. Tuy chưa đông lắm nhưng không khí đã bắt đầu trộn rộn. Năm nay thì mình giới thiệu với các bạn luôn là có hai chiếc xe đạp nha các bạn. Hai chiếc xe đạp chở những cái chiếc rọ. Cái này là mô phỏng cái rọ mà đi đặt cái lờ mà đặt bắt cá ở dưới sông các bạn. Đó. Mấy cái lờ này thì cá chỉ có đường chui vô nhưng mà không có lối chui ra nha các bạn. Đó. Cái hình ảnh này mình thấy khá quen thuộc. Hình như ở khu nhà hát lớn thành phố có nhưng mà là làm bằng mây tre mây, còn cái này là làm bằng đan, cái phên đan tre. Đó, cái này lên hình cũng khá là đẹp nha các bạn có thể đưa lên hình những cái này. Khu đường này mà lên hình cũng khá là đẹp các bạn ơi. Một photographer đang chờ đợi khách hàng của mình. Đây là một người mẫu đang được khá nhiều nhiếp ảnh gia chụp ảnh. Có thể các bạn này đi một nhóm với nhau. Đây là một đám cưới nha các bạn. Đó. Đây là một cảnh chụp ảnh cưới. Nhiếp ảnh gia đang điều khiển hai người mẫu của chúng ta chụp ảnh. Không khí xuân trộn rộn vậy mà chụp ảnh cưới là quá tuyệt vời rồi. Ok. Hồi nãy là mình đi ở trong khu vực sân của nhà văn hóa nha các bạn. Nên sân 4A đó, cái sân quen thuộc của người dân Sài Gòn cũng như là quen thuộc đối với tất cả các bạn đã từng là sinh viên, sinh sống ở Sài Gòn. Nơi rất nhiều hoạt động văn hóa lễ hội dành cho giới trẻ cũng như là nhiều sự kiện văn nghệ gần đây cũng được tổ chức ở đây. Còn bây giờ thì mình sẽ lia máy ra khu vực đường Phạm Ngọc Thạch nha các bạn. Ngoài này hơi nắng cho nên nó hơi gắt đó. Cái giảm tốc độ để nó lấy lại cái màu. Thì đó, nếu mà đi ở ngoài đường thì các bạn sẽ thấy như thế nào. Các bạn sẽ thấy không?
Đó, nguyên một con đường dài. Đó, nguyên đường Phạm Ngọc Thạch là như vậy các bạn. Khúc chạy qua nhà văn hóa thanh niên. Bên này và bên này nữa. Mình sẽ lia theo hai người nước ngoài này. Đó, phía này cũng được trang trí rất là hoành tráng nha các bạn. Kế tiếp đó nữa là mình sẽ giới thiệu là bên kia đường. Đó, các bạn thấy không? Những cây mai bung nở rất là đẹp mắt nha. Nhiều người dân bắt đầu đổ về để chụp hình các nhóm, từ trẻ cho tới trung niên cho tới người lớn tuổi. Đó, mình có thể bắt gặp những cái cảnh chụp hình đang diễn ra ở bất cứ đâu. Đó. Cô này đang tạo dáng cho một chị gái chụp hình. Giữa trưa nắng cho nên chị phải đeo khẩu trang và đội áo trùm đầu, nhìn rất là dễ thương nha các bạn. Đó. Một cảnh tượng tiêu biểu của Sài Gòn những ngày cận Tết. Đó. Chị này mặc áo dài rồi, đẹp. Chị này mặc áo đỏ rất là đẹp đó. Đỏ nhung đẹp tuyệt vời. Mình sẽ đi vòng lại một vòng nữa cho các bạn xem kỹ một lần nữa cái cung đường và một thật nha. Mình sẽ đi cung đường Phạm Ngọc Thạch một vòng. Mình đi có thể là hơi rung tí xíu, các bạn thông cảm nha. Đó, phía này, trời ơi, mình đã phát hiện ra một nhóm nữ mặc áo vàng. Họ đang chuẩn bị chụp hình. Họ đang chụp hình trong một cái phông nền màu xanh ở trong nhà văn hóa. Trông khá là nổi bật, bắt mắt. Đã mai vàng mà còn áo vàng. Tí xíu mà nguyên nhóm này mà đứng dưới cái hàng mai màu vàng mà mặc áo vàng nữa, các bạn tưởng tượng nó sẽ như thế nào ta? Đây, mình tiếp tục mình lia ra cung đường Phạm Ngọc Thạch. Cung đường này rất là dài và rất là đông người đang chụp hình. Đó. Đi ở dưới lòng đường hoặc là đi ở trên lề đường đều có thể có những cái bức hình đẹp. Hai cái cây kia là đã là cuối cùng của con đường rồi các bạn. Mình sẽ đi ra khỏi khu vực này, quay lại một lần nữa cho các bạn coi. Đó, những cái cành hoa mai các bạn. Ngắm kỹ một lần nữa về cái cách làm các cành hoa mai ha. Những cái thân cây thật nè ha, gắn những cái bông hoa giả lên, cuộn bằng những cái dây kẽm. Đó, đó là cách làm hoa mai. Nhìn xa xa thì các bạn cũng có thể thấy là không khác một cái cây mai thật tí nào đâu. Đây là các bạn vlog đang chuẩn bị làm vlog về đường mai. Hai chị này nãy giờ chụp vẫn chưa xong một cái góc ảnh ở đây. Mình sẽ đi lại một đường nữa cho các bạn ngắm kỹ lại một lần nữa cung đường hoa mai. Đó. Mình sẽ đi tắt vào đây luôn. Không đi đường chính mà đi tắt vào đây luôn. Đã rất nhiều khách đang chụp hình ở quán cà phê với cái phong nền là hoa mai. Đó. Có rất nhiều khách đang chụp hình. Năm nay thì có vẻ như đường hoa mai rất là đẹp. Thật sự rất là đẹp. Mình có thể liên tưởng tới những cái đường hoa đào mà mình hay thấy trong hình ảnh ở Nhật Bản các bạn.
những cái cây hoa rất là lớn, xòe những cái tán rất là rộng. Thì cây mai ở đây cũng được thiết kế giống như vậy nha các bạn. Mình sẽ kết thúc cái video này bằng một cái hình ảnh là hai cô gái mặc áo vàng chụp dưới tán cây mai. Đó, các bạn có thể thấy. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Ở đây là cũng có một cái địa điểm để các bạn có thể thuê áo dài mặc chụp hình Tết nha các bạn. Áo dài nam thì 100-250, áo dài nữ thì cách tân 70, là áo truyền thống là khoảng 100 nha các bạn. Đó, có nhiều màu, nhiều hoa văn. Các bạn có thể hỏi mướn đồ ở đây để mặc chụp hình rất là đẹp. Ngoài ra thì cũng có trang bị những cái mấn luôn nha các bạn, mấn đội đầu cho nữ. Đó, rất nhiều kiểu. Ngoài ra có một số đạo cụ giống như cành đào hoặc là bánh chưng. Đó, cứ hỏi cái chị ngồi ở đó thì chị đã sẽ cho các bạn mướn. Đó, mình ngắm qua một số bộ áo mà chị đã lựa và để ra đây cho các bạn chọn lựa. Đó, màu sắc rất tươi sáng, phù hợp với không khí ngày Tết nha các bạn, sắc xuân ngập tràn. Wow, đẹp quá. Chị áo xanh này quá đẹp.